Chúng mày như mày à? Chúng mày quá rồi. Học hành đến đây thì nghỉ đi. Chúng mày đến đây học trường trong cái gì? Đầu trâu tai trâu nói mãi không thông. Không dạy được chúng mày nữa. Về cho ra đi chúng mày từ đây. Chúng mày cút đi đâu nào? Mời lớp ta đứng lên nào, có bạn Tôm đây mời vào. Mẹ Tôm muốn chơi sang bên Macao, còn bố buồn heo bên Lào. Chào nha, lớp mình tính tôi đây nhiệt tình. Anh em coi tôi như người thân đê, cần gì cứ hú một câu. Nhìn ghét nhở, thằng đó tóc tai như quần, giống mới ra trại tâm thần. Mặt mũi nó cứ ngao ngao ngơ ngơ nên tao không thích lại gần. Thằng kia nói gì, thích ra ngoài sân trường. Nào thôi nghe đi, nếu không nghe tôi tống hết lên trên phường. À mời bạn mới lên trên bảng làm ván có xem nào. X chữ Y cộng Y chữ Y bằng bao nhiêu thế em? Ui bố em cũng chỉ biết đứa trông thấy bao giờ. Ôi thằng ngu ngu như con heo, để em túc đẹp. Túc đẹp là tiếp tục ấy, hiểu không? Nhận sai rồi. Từ xưa chưa ai gan to trêu tao, còn thêm phạt nữa mày tôi. Nghe danh nhà anh rất giàu, đất tít sang tận bên tàu. Chuyện. Từ lúc thấy dáng anh phất phơ qua, trời ơi trông rất là ngầu. Đầu trâu mặt ngựa, thôi chết em nhầm. Ok không sao, này anh đang vui nên tha hết lỗi lầm. Này nước hoa eo vì kính mua Gucci. Đúng vậy thưa anh, vậy đó là em Tôm cậy mình nhà giàu có, tiền bạc đã chất đầy cả kho, không chịu học hành mà chỉ lo dụ dỗ các bạn ăn chơi đó. Theo cô giờ tôi phải làm gì? Cao kiến bày cách giúp tôi đi. Nếu không chị được rồi có khi gia tài tiêu tan vì cái tính sĩ. Hãy anh giả thành nghèo khó, giả sống một cuộc đời sương gió. Các bạn khinh cho nhục như của họ thì sẽ tỉnh ngộ nhận ra đó. Ra đây bị chúng nó gài, tiền nóng bay nhanh bay cao bay xa, bay hết luôn cái gia tài. Sợ cha chắc là trốn sang bên nước ngoài. Từ nay tự lập nghe chưa con trai, về sau còn có tương lai nha. Lời ơi, sao cơ cha trêu con à? Cha luôn oai như bố già, bao nhiêu anh em muôn nơi xa xăm đều kinh sợ cha cơ mà. Ngây thơ đúng thật, chiếu chưa trải bao giờ. Thôi ta đi đây tự lo nha con, vài năm nữa ta về. Bọn mày tao quá thông tin mật, vừa mới nghe chôm được. Tin gì? Gia đình Tôm nợ vay tung lum tiền nong bay hết trơn. Thằng được quá đi ơn giời, lâu nay tao cay đời. Tôn thằng ôn con lên đại ca, giờ ta lật mặt. Lật mặt, lật mặt, lật mặt. Ôi anh em đây rồi, tại sao alo không trả lời? Có việc chỉ tìm sang bọn tôi mà gặp thế ông. Tình hình nhà tôi đang lâm nạn, giúp tôi đi các bạn. Giúp à? Ai bạn ông tôi không quen, ông cút nhanh còn kịp. Chúng mày một lũ chơi hai mặt, lúc tao có tiền thì sao? Bù vào chơi nịnh tao như vô tao bao các thứ rồi cho. Mày làm sao thích dư lão, giờ đây tao làm.
làm chủ. Anh em đâu đập nó ngày mai cho bớt cào nhau. Ngày còn giàu sang bao bạn bè ở cạnh, tiền bạc nhiều nên bao người thân vây quanh. Không cần nghĩ đến ai ganh đua ai thật lòng, nào ngờ phía trước ta kéo qua nhiều bão giông. Giờ một mình ta cô quạnh nơi chốn này, nhiều người thân đâu bây giờ sao chẳng thấy. Nhớ về mẹ cha đã bao năm nuôi dạy, đời này con ơi chẳng nên mau đổi thay. Nhớ về mẹ cha đã bao năm nuôi dạy, đời này con ơi chẳng nên mau đổi thay. Con sai rồi, bố về với con đi. Bố ơi, bố ơi. Con trai của ta, đứng lên nào. Bố. Ờ, bố đây. Bố không thể trốn nợ nữa à? Cuối cùng thì kế hoạch của bố cũng đã thành công. Tất cả ấy chỉ là một màn kịch dựng nên để cho con tỉnh ngộ thôi Tôm ạ. Bố. Tôm, nghe bố nói đã. Tất cả bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Bố xin lỗi Tôm nhá. Bố ơi, con xin lỗi bố, con sai rồi bố ơi.